nhánh này nó nằm quá sát đất thì mình cũng cắt luôn ha. Và những vết cắt này thì mình sẽ quét thuốc hết nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống TV nha. Hôm nay Thảo chia sẻ tiếp với các bạn về kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng các bạn ha. Và đây là vườn sầu riêng 2 năm tuổi nha các bạn. Và đặc biệt ở trong phần sau của video clip này thì có một cái pha vô cùng độc lạ ha. Đó là cây sầu riêng mà có hai đọt nha các bạn. Ý là cây sầu riêng nó sẽ có một cái nhánh nó phát triển mạnh và phát triển mọc thẳng đứng song song với cái đọt chính của cây sầu riêng các bạn. Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ mời các bạn cùng tới với phần chia sẻ của Thạc sĩ Lê Trường Giang. Hiện anh đang là giám đốc kỹ thuật của công ty Thế Giới Cây Giống các bạn ha. Đáng bị tảm thì mình tảm trước. Rồi từ từ mình xem cân đối lại. Nào nên chừa. Đây, như phía này, chị buông cái nhánh nó lên đi chào. Ha, như phía này là 3-4 nhánh nè, nó chồng lên nhau nè. Đó thì mình chỉ chừa một hướng là một nhánh thôi. Đó. Một cái hướng đó mà quá nhiều nhánh nó chen chúc với nhau thì mình cắt bỏ bớt. Đó. Mà nếu như mình thấy cái nào cũng tốt rồi thì thôi mình để từ từ. Nó sẽ xoay lại. Nó ra nó sẽ ưu tiên bên này bên kia. Ví dụ nhánh trên qua trái thì nhánh dưới nó sẽ qua phải chứ nó không có đi chung một hướng đâu. Nó cũng sẽ từ từ nó tự động nó xoay. Đúng rồi. Thì những nhánh này quá nhỏ phía trong là mình không tỉa thì nó cũng từ từ nó tự động nó chết thấy không? Đó. Đó, nhưng mà ở đây mình chỉ chừa cắt ra tới đây thôi. Ha, một đoạn thôi. Thì cái nhánh này nó lớn à, nó nuôi thì nhánh này nó sẽ phát triển. Thì chừng nữa có khả năng nó sẽ để trái ở đây. Và đặc tính của cây sầu riêng là nhánh ra từ trong thân, mất rồi là không phục hồi lại được. Rất khó phục hồi lại. Cho nên là mình tỉa thì mình cũng kỹ một chút. Thì những cái nhánh quá sát dưới này nè, nó lại phát triển rất là mạnh. Thấy không? Nó đang lớn, rất là lớn. Nhưng mà mình cũng phải bắt buộc mình cắt, tại vì này nó quá sát rồi. Nó ra rồi, nhưng cái này nó ra nó nằm dưới đất luôn rồi. Thấy không? Đó. Đây, thì mình cũng phải bỏ. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mình không bỏ. Thứ nhất là nó lép. Thứ hai á, là nó gần đất, nó sẽ dễ bị bệnh. Mà nó bị bệnh lên nhánh thì nó có thể dẫn đến hư cái thân của mình luôn. Nhánh này nó cũng rất sát ở dưới. Nhưng mà nhánh này mình có thể chừa, tại vì xu thế đi lên. Nhưng mà nhánh này mình sẽ cắt cái khác, là hồi trên đó mình sẽ cắt ở phía trên. Cắt ở phía trên đây. Đó, tại vì sao? Tại nó đi lên mà mình chừa thì nó lấn đọt. Nó lấn đọt nó sẽ mất không gian cho những nhánh phía trên nó phát triển ra. Thì mình cần cái bộ nhánh, bộ xương nhiều. Thì nó phát triển ra bốn hướng mạnh. Đó, để mà mình có nhiều không gian để mà cho nó nuôi trái, nó làm bông sau này. Thì cái nhánh này nó đang đi lên nè. Đó, mình để thì nó sẽ bị lấn những cái nhánh đọt phía trên ra sao. Đó, thì mình sẽ cắt bỏ. Và mình xem nè, nó lên đây. Đây, những nhánh, cái tầng này, tới tầng này là những cái nhánh cấp 2 nó ra mạnh nè. Đó, thì mình sẽ có thể chừa cái tầng này hoặc lên thêm một tầng nữa. Đó, để những nhánh này nó ra, nó bung ra phía bên đây. Đó thì nó sẽ tốt hơn. Thì như ở đây mình sẽ chừa tới đây đi ha. Giờ mình sẽ cắt. Tại vì nó lên, nếu mình để nữa thì nó sẽ thành cây hai đọt. Mà sầu riêng thì không nên để cây hai đọt, nó sẽ không tốt lắm. Đó, giờ nó sẽ tạo không gian cho những cái nhánh phía trên nó phát triển ra. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt những cái nhánh sát phía dưới này. Nó sát nè. Đem ra phía ngoài, mình không có để tủ ở trong góc. Đem ra phía ngoài tống luôn. Đó, để cho nó khô lại. Hoặc được thì mình đem ra khỏi vườn, đem ra chỗ khác luôn. Nhưng nhánh này nó đụng vô nè, thấy không? Nó không có không gian phát triển đâu, mình chừa thì nó cũng lép thôi. Đó, mình đã nuôi nhiều nhánh này khá lớn nè. Thì mình bỏ luôn. Đấy, mình phải bỏ luôn. Mình có thể tỉa sớm hơn thì mình chừa cái nhánh nó sẽ hiệu quả hơn.
lên đó tự nhiên nó bự hẳn đó nha. Thì tất nhiên nó mình không tác động gì thì nào nó hết tội hơn, thì nó sẽ lớn hơn, nó sẽ lấn dinh dưỡng luôn mấy người khác. Còn khi mình tác động thì nó có thể phân chia dinh dưỡng được đều hơn. Giờ thấy nào bự quá thì ném nó lại một xíu để cho những thằng quá nhỏ đó nó lên. Chắc tỉa là vậy mà. Tạo độ không thấp. Như là phân bố dinh cân đối dinh dưỡng lại ha. Giúp cây phát triển theo cái chiều không gian nó đều hơn. Tại vì không có thời gian làm. Này, nhánh này nó đụng vô nè, thấy không? Nó không có không gian phát triển đâu, mình chừa thì nó cũng lép thôi. Đó, mình đã nuôi vô nhánh này khá lớn nè. Thì mình bỏ luôn. Đấy, mình phải bỏ luôn. Mình phải tỉa sớm hơn thì mình chừa cái nhánh nó sẽ hiệu quả hơn. Đó tự nhiên nó bự hẳn đó nha. Thì tất nhiên nó mình không tác động gì thì nào nó hết tội hơn, thì nó sẽ lớn hơn, nó sẽ lấn dinh dưỡng luôn mấy người khác. Còn khi mình tác động thì nó có thể phân chia dinh dưỡng được đều hơn. Giờ thấy nào bự quá thì ném nó lại một xíu để cho những thằng quá nhỏ đó nó lên. Chắc tỉa là vậy mà. Tạo độ không thấp. Như là phân bố dinh cân đối dinh dưỡng lại ha. Mình giúp cây phát triển theo cái chiều không gian nó đều hơn. Đó, thì mình tỉa vậy thôi. Rồi, quay lại cho các bạn xem cái cây sau khi tỉa nha. Hồi nãy là mình quay cho các bạn xem cây trước khi tỉa rồi. Bây giờ sau khi tỉa này, những nhánh quá sát gốc, nhánh này to luôn, cũng bỏ luôn các bạn. Nhìn nó rất là thoáng luôn, rất khác hồi nãy. Đây. Rồi, ok các bạn ha. Đây là cái nhánh bự nhất. Có một cái điểm đặc biệt là nhánh này phát triển mạnh và phát triển theo chiều đứng thôi, cạnh tranh với cái độc chính sầu riêng nên đã được cắt tỉa gọn lại rồi các bạn. Với mình lưu ý á, cái thời gian mà cái thời điểm mà khi mình tỉa là nên cắt vào lúc cái lá già đó, đó tới lúc mà nó chuẩn bị ra đọt chứ mình không nên cắt vào cái thời gian là đọt ngon. Tốt nhất là nên lúc mà nó chưa có chuẩn bị ra đọt mới, lá nó già cứng lại á. Thì cơ chế là gì? Là khi mà mình cắt thì sẽ tạo vết thương. Và tạo vết thương thì cây nó sẽ chất, nó tiết ra những cái chất mà để nó làm lành vết thương. Thì những cái chất đó thường nó sẽ gây cái phần ức chế nhiều hơn. Đó. Nên là cắt lúc lá già, lúc mà lá còn non. Rồi, video của Thảo thì xin dừng lại ở đây các bạn ha. Và trong video tiếp theo Thảo sẽ chia sẻ về cái loại thuốc mà mình dùng để mà quét vào các cái vết thương của cây sầu riêng sau khi cắt tỉa các bạn ha. Và nếu các bạn thấy video này thật sự là bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ cho càng nhiều người biết càng tốt giùm Thảo nha. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ kênh Thảo nha. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.